Xin chào, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để tạo một cái tài khoản Google đơn giản nhất trên chính cái điện thoại của các bạn để chúng ta có thể tải được game hoặc là lấy cái mail đó để đăng ký Facebook, Zalo. Đầu tiên thì trên điện thoại Android các bạn sẽ ấn vào một cài đặt. Trên mỗi điện thoại thì đều có một cái này nha các bạn, kích vào. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn tới mục Google. Hoặc nếu như các bạn không thấy cái mục Google thì chúng ta sẽ tìm cái mục tài khoản mà sao lưu nhé. Các bạn sẽ ấn vào đây. Trong đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái chữ thêm tài khoản, thì các bạn ấn vào thêm tài khoản, các bạn ấn vào Google. Các bạn đăng nhập vào hoặc là viết cái mật khẩu máy của các bạn mà. Sau đó chúng ta ấn vào tạo tài khoản này. Chúng ta ấn vào cho bản thân tôi này. Các bạn tên gì thì các bạn ghi ở đây. Văn. Văn Hải chẳng. Tên Hải. Đó, sau đó chúng ta ấn tiếp tục. Chúng ta chọn ngày tháng năm sinh của bạn. Sau đó chúng ta ấn vào nam hay là nữ thì tùy thuộc các bạn thôi, các bạn giới tính nào thì các bạn ấn vào. Sau đó các bạn ấn tiếp theo. Chúng ta có thể sử dụng cái địa chỉ mail sẵn người ta cung cấp cho, hoặc là các bạn tạo một cái mail mới của các bạn. Đây thì mình sẽ tạo một cái mail mới nhé. Mình sẽ ghi như này chẳng hạn. Cái này đã được sử dụng thì chúng ta đó. Mật khẩu thì chúng ta sẽ điền cái mật khẩu mà làm sao cho dễ nhớ tới bạn mà khó nhớ với người khác nhé. Giả sử như 901. Giả sử như vậy. Sau đó chúng ta ấn tiếp theo. Cái này phải có ít nhất 8 ký tự thì các bạn sẽ cần phải ghi là 9x 011 chẳng hạn. Như thế đủ 8 ký tự. Sau đó chúng ta ấn tiếp theo. Đó, sau đó chúng ta ấn tôi đồng ý. Chúng ta ấn tiếp theo. Chúng ta ấn tôi đồng ý. Các bạn đợi giây lát để cho thành tất quá trình nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã có được một cái mail là Văn Hải rồi nhé các bạn nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ vào lại cái tài khoản Google cho bạn xem nhé. Nếu như chúng ta muốn cần phải tải hoặc là cài đặt ứng dụng luôn thì chúng ta ấn vào luôn CH Play để kiểm tra luôn. Mình sẽ chọn từ cái tài khoản đây. Hải Văn Hải đây này. Mình đã tạo xong, các bạn chỉ cần chọn đúng cái tài khoản. Ở trên các bạn máy của bạn chưa có thì nó sẽ sử dụng luôn cái tài khoản này để chúng ta có thể cài tải và cài đặt nhé các bạn nhé. Ok thì chúng ta như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để tải và cài đặt một cái tạo cho chúng ta một cái mail mới để chúng ta có thể tải và cài đặt trên CH Play rồi nhé. Nếu như các bạn đã làm thành công thì các bạn hãy ấn nút like đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình, cũng xem những video hữu ích tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.